phục tôi luôn mang ở bên mình. Nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ giao bất môn đồ đại diện khi nào có lệnh của Dương Tôn cần kiệt. Là anh à? Dừng. Nhà vua có biết vật gì nằm trong tiếp đất này không? Đây là bản danh sách của bọn Hàn Thần Hàn tướng nước Nga mà ta đang nắm gọn trong tay. Ta muốn sống là sống, ta muốn chết là ha.
Thank you.
lối về xưa. Xin nàng hãy cho ta gọi tiếng ta từ. Phụ vương ơi, lòng dân đại nghĩa đang mong trong dòng ta. Đón kẻ làm đường quay về với quê gia đất tổ. Phụ vương ơi, thiếp xin thiên kiều, giết nó đi. Dương gia, nhưng dù sao
con và nàng cũng là nghĩa vợ chồng mà. Phụ quân, ở trong này không yếu hèn sợ chứ? Đừng. Hãy để thiết giáp về tay một xâm lược hay không? Chẳng đừng làm xấu thịnh nội gia, đừng làm trò cười cho quân cướp nữa. Nguyễn Phúc, đây là dịp để cho tướng quân tỏ lòng chung với Thiên Triều. Xuống tay đi. Phải. Và cũng để cho con tỏ thái độ trung thành với cha. Còn nên nhớ, dưới tay ta có hai cách cùng khổ. Hãy nghe cái lời của cha, dịp nó đi. Dương gia ơi, Nguyễn Phục giờ đây có một dạ hai lòng. Tôi sẽ giao nặng
cảm ơn tình cảm của các quý vị dành cho đoạn này. Kính thưa quý vị, chúng ta còn rất là nhiều tiết mục hay mà anh Hiệp nghĩ rằng quý vị sẽ nán lại cuối để chào đón những người nghệ sĩ mà quý vị mong đợi những đêm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Hiệp sẽ công bố số tiền qua sự vận động trong tháng học này, thông qua những thùng vận động cho quỹ chúng ta, đó là một tấm lòng đóng góp của rất nhiều các mạnh thường quân, các khán giả có mặt đêm nay. Thưa quý vị, số tiền chúng tôi kết được đó là 16 triệu. Cảm ơn tay.